được gấm được sử dụng trong bộ sưu tập cũng tạo nên một vẻ đẹp sang trọng và quyến rũ. Accessories such as pearls, hairpins, and fans are used in a sophisticated and clever way, enhancing the traditional beauty of Orient, luxurious and alluring beauty. Từ những ý tưởng độc đáo và sáng tạo của nhà thiết kế Lâm Lâm, bộ sưu tập thời trang Dạo đã đem lại sự khác biệt đáng kể cho thế giới thời trang. Với sự kết hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại, bộ sưu tập đã tạo ra một nét đẹp độc đáo và tinh tế, thể hiện sự quyến rũ và sức. The unique and creative idea of designer Lâm Lâm, the Yao fashion collection has brought significance to the fashion world. With a sophisticated combination of traditional and modernity, the collection has an attraction of Eastern culture. Ladies and gentlemen, on the runway now is Yao collection by designer Lâm Lâm with many beautiful designs. Okay.
bộ sưu tập dạo của nhà thiết kế Lâm Lâm đã tạo ra một xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.